con vịt này còn tơ nữa nè, con vịt đó già đó. Nhắm con vịt này hay gì sao? Đây nè. Con này nặng gì sao rồi. Con nãy xảy vậy các bạn ơi. Con này, con này cũng là con trống mình bắt con này. Nặng phải không gì sao? Nơi nó 4 tháng rồi đó, được mấy ký vậy? Đâu cân thứ gì sao? Ổn mà. Vậy dơ dơ lên thứ gì được nhiều. Con vịt này mà mình nuôi nữa chắc còn mập nữa các bạn. Thôi ơi, nuôi chừng nào cái đậu nó mọc sừng ra kìa Dung ơi, cái đậu nó chừng nào mọc sừng ra nhiều kìa, mấy là con vịt xiêm. Chưa có sừng không? Giờ không phải vịt xiêm hả? Dạ vịt xiêm, vịt xiêm tơ. Rốt là thành vịt già. Cái đầu chưa có sừng. Cái này ăn chưa ngon. Cái đầu ăn chưa ngon, cái đầu có sừng ra mới ngon. Bữa nay bắt vịt vô hấp gừng ăn các bạn ơi. Ta lấy cái lông vịt ở dưới đây nè, ở dưới đây người ta làm cái niệm lông ngỗng này sao? Thực sự là không phải là lông ngỗng mà là lông vịt lấy luôn. Lông vịt ta làm luôn. Dưới đây nè. Lông ngỗng đâu có, lông vịt thì nhiều chứ lông ngỗng không có. Vịt trắng á. Vịt đen chứ không phải. Vịt đen chứ không phải làm quá, không làm quá. Mà mình xuống cái chốc à. Bùn chuối háp. Giờ mình, tại vì bùn chuối này nó háp rồi, nó chín, nó hết trái rồi các bạn. Đốm vô luôn, cái sẵn có trái chuối mình lấy, mình ăn sống được nè. Nè, chín đựng trái nha. Ừ. Nó háp, có chút à. Giờ hạ cái chuối này xuống luôn các bạn, chứ không người ta thấy ta tưởng ăn tạm đốm. Tưởng ăn tạm đốm à, ăn tạm đốm là không hạ cái chuối các bạn. Đốm lấy cái buồn thôi. Đốm lấy đốm lấy cái buồn rồi lấy chạy. Mẹ cắt, mẹ chặt bên đây cái là nó gãy à. Ở ngoài có mấy trái mà ngon ghê luôn á. Hả? Rồi ngon quá. Bốn trái đủ rồi. Ừ. Chín hay không? Cái này chín nó ngọt đó là. Cái chín ăn ngon mẹ. Ngọt đó.
Khế này khế ngọt nhà mình các bạn ơi, không phải khế chua, cho nên là bao ngọt luôn, ăn ngon lắm. Cái kia có hai trái à, xài thấy ghê không? Ông xài quá. Ồ, con gừng này cũng dễ lột quá ta. Bữa nay mình gà vừa thắp gừng cho nên là mình gọt hơi nhiều chút xíu. Mình vừa làm nước mắm mà vừa mình vừa hấp luôn các bạn. Đây, được 1, 2, 3 miếng này. Coi chứ nhiều lắm nha, bầm ra nhiều lắm. Rồi mình làm nước mắm như mình hấp. Nên nó mọc ra nữa các bạn, nhanh ghê. Gừng này chút xíu mình để trên mặt lúc mà hấp về tới các bạn cho nó thơm. Ngon ghê chưa? Gừng to để bên, gừng nhuyễn mình ấy để bên. Nhiều lắm. Mình ướp vô đây nha các bạn. Ướp nhiều gừng lên, còn cái này làm nước mắm. Còn như đây mình làm nước mắm. Miếng muối. Hạt nêm. Miếng đường. Thiếu ớt rồi. Tại vì gừng nó cay mà về nhà mình hết ớt luôn rồi các bạn ơi. Rất này vô luôn, hấp luôn chứ gì không. Hấp luôn thử nhờ cho nó hấp luôn. Á không phải dùng. Bỏ cái xó này, cái này là đầu vỏ chéo cánh nè. Lòng. Để lát ra sao ông mót thử cái có không thì sao. Hôm qua con hái. Vì thấy nhóc của Trần anh trước cửa ra. Mình bỏ vào đây miếng tắc nha các bạn. Mắm. Mắm này ngon lắm các bạn. Mắm nhỉ đó. Đường. Khế này là khế ngọt này các bạn, không phải khế chua. Nhưng mà ăn rất là ngon. Chứ cái khế chua thì chua quá, còn cái khế ngọt mà khế còn xanh này nè, ăn nó ngon lắm. Nó không có chua mà nó không có ngọt. Hơi chua chút xíu mà nó không có ngọt ngay. Còn cái chín thì ngọt ngay à, ngon lắm. Đây là ăn là vừa miệng nè. Phao câu nữa các bạn. Một lớp mỡ luôn. Phao câu vịt xiêm là ngon nhất. Vịt xiêm là ngon nhất cái phao câu nha các bạn. Cho ăn lúa phao mỡ dầm tươi thấy không Dung? Dạ. Mình cho ăn thức ăn này mỡ tấm tươi à. Thêm mấy cái lát gừng này nữa cho nó thơm các bạn. Chị thắp gừng mà phải nhiều gừng chứ. Có chừng nóng hay gì sao ơi. Không sao. Nãy giờ lâu chút chín nè. Dạ, chút chín nè. Nước nó ngọt cực kỳ luôn. Mỡ không nè, nó nổi nè, thấy không? Mỡ quá chừng mỡ luôn. Để cho nó bớt á. Gà hơi quá tới. Lấy cái này lấy cái này. Tôi chừng khổng tay mẹ mẹ. Rồi còn để cái ấy. Trời ơi một lớp mỡ các bạn ơi. Coi nè. Mỡ mà. Này cái nồi cháo là cái nồi này mà mình nấu cháo á nha các bạn, là cái nồi cháo bao nóng luôn, không bao giờ nguội luôn. Tại giờ chắc bỏ ăn gì hết. Thôi để đi. Thôi nước mắm ta. Thôi đi. Tại vì kỳ vậy lắm ăn. Ngon lắm ạ. À. Ngon hơn gà.
Chị xác vậy con vịt hả? Qua cũng hơi thấp gà kỹ. Đây là bông đậu biếc của mình nè các bạn, mình bỏ vô chung ăn luôn. Rau sống mà mình biết, rau sống nói chung mấy cái này toàn là ở nhà không á. Không có cái nào mua hết trơn. Cái này là vịt hấp gì? Vịt hấp gừng. Nè gừng cá đóng đây nè. Ngon lắm á chứ. Vịt hấp gừng nó bán cái mùi vịt không hay, không hơn cái mùi vịt nữa. Mà sao nó ra nước dữ vậy? Mỡ. Vịt mập mà. Nếu mà mình sợ thôi vịt thì mình già gừng với rượu. Đâm. Chạy vô. Chá nó ngâm gừng với hấp gừng là không hôi, không có hôi cái gì hết á. Con vịt hôi cũng hết hôi nữa. Tí nhỏ nè, tí trước. Để dành riêng cho em bé đó. Món này mình ăn bún nghe có lý hơn các bạn ơi, chứ ăn cơm thì nó không ngon bằng. Cái mình lại mua bún mà. Ăn miếng thịt vịt nha tí. Ăn lại tí ơi. Nó ít ăn thịt vịt. Tí nó không quá ăn thịt vịt. Ít ăn. Bỏ hẩm lên nhà ăn ly cái sách thịt vịt về mà nó không chịu sách. Cự quá. Bữa lên con ăn con chăm con ăn thịt vịt vậy? Nhớ không? Nhớ bữa lên chăm á. Có cơm đâu ăn thịt đâu. Đi ăn với thằng Tí có lợi dữ. Mốt dẫn Tí đi vô quán cháo vịt, cái mình ăn thịt. Tí ăn cháo hả Tí? Chắc vậy quá. Xin mời các anh chị và các bạn nha. Xin mời cả nhà. Ăn cái gì sao? Ăn gì sao? Lấy lại ăn gì sao? Ăn nước có gừng ăn cho nó ấm bụng. Nhớ nè, còn thịt này chấm gừng nha. Yeah. Thịt vịt chấm gừng. Có gì chan cái nước mắm gừng vô ăn vậy đó. Giờ tối rồi, Tí mới đi học về. Bữa nay là thi phải không Trí? Nay cũng thi gì? Thi âm nhạc. Hả? Hát được không? Được. Tí hát người đẹp. Rồi Tí hát hay lắm. Tí không rồi, kỳ 1 là hôm ảo là cấp 1 là Tí hát 10 điểm á. Nó hát ấn gì vậy? Trò bọc nhẹ. Hả? Trò bọc nhẹ. Cá bơ. Nói. Nói mấy cái nốt nhẹ. Ăn chua chát với ăn khế cũng ngon lắm, cái gì sao. Cái mình vừa chan cái nước vịt này vô nè các bạn, nó ngọt mà người mình chan xin, mắm gừng vô nữa ngon lắm. Xin đừng gấp có mỡ đó, cái đó không có mỡ đó, cái xương á, cái xương ủa cái xương ăn được tí mà ăn chặt cục có lớn rồi ăn cục một mà. Xin mời các anh chị các bạn nha. Chan cái nước thịt vịt này vô. Mở nè. Cái miếng nước mắm gừng. Mấy miếng gừng. Có mắm gừng, ủa có mùi gừng ăn ngon hay gì sao? Dạ. Ôi không, không, Tí gan đi. Tí ăn gan không Tí? Sao vậy? Gan nó khoái ăn rồi. Tí hát nết rồi hả? Hết rồi. Ăn xương. Cái này có xương ăn. Ngon. Có, chan cái gừng này vô vậy. Ăn nó sực sực mà nó thơm. Ngon. Giờ tôi tính ra nó già chứ đâu có làm trẻ đâu. Không? Ừ. Nó mình ta mới 4 tháng rồi là già. 4 tháng nó thịt nó dai vậy là gì hết? Đúng rồi. Mê. Dịch tơ. Nguyên ngay đó mày không á. Để mày cho nó hết đây.
được cho ngoài mới ngon. Khé mà vậy đó. Người ta không ăn mà ăn mề, để gì đấy rồi. Nghèo mà mày đặt cán ăn. Đâu rồi? Đó là chết. Người ta nghèo người ta ăn tạp chứ, tí nghèo cái ăn. Ngon quá. Cái nước này không có vừa ăn. Tại nãy mình mới nêm sơ sơ thôi, chan lên cái nước mắm này vô là vừa luôn á. Tí thấy ăn mắm gừng hay gì sao? Thấy mắm rụng. Mắm gừng phải biết ăn thịt vịt không mới được nha tí. Ở đây ăn miếng đồ sống à. Ăn mới ăn thịt vịt, ăn mắm gừng chắc quá rồi. Thịt vịt này nó không teo, nguyên do ăn lúa thì sao? Chặt nhiều còn nhiêu à? Nhưng không có teo. Không có. Ăn ngon sống ngon gì hết. Nhất là ăn chuối á, nó tròn tròn. Lâu ăn chuối, các bạn. Lâu ăn chuối xiêm. Ăn chuối già không? Lâu ăn chuối xiêm sóc. Chuối xiêm ăn nó chắc chát, ăn đỡ ngán. Ngon lắm. Nào giờ mới ăn cái chuối với khế mà chấm mắm gừng mà ăn ngon ghê. Nào bây giờ là chấm mắm nêm. Chuối chấm mắm nêm ngon rồi. Chấm mắm gừng cũng ngon. Mọi người biết là chứ ngon ghê chứ. Nó thích nó lắm. Khế không có chua tí, ăn thử coi. À, khế này nè, làm mà ấy đó con. Anh ấy lòng bò đó. Ờ, làm mặn ngon lắm. Chuối vậy, bào mặn mới ngon. Lòng bò sóc á. Còn hôm đó đám sinh nhật có thằng Quyền á. Trời ơi, mấy bà kia hát bào khế và sọc không ăn được thì sao? Người ta bỏ hết trơn. Thấy mỏng thiệt mỏng ra mới được. Thiệt mỏng mới ngon, nó chua dữ lắm. Còn khế này là khế ngọt cho nên không có sợ chua. Khế ngọt. Ăn có mùi khế nhưng mà không có chua. Bà làm sao mà ăn ngọt không chạy á, không được. Tổng vô rồi á. Cái gỏi thì làm tổng ngon, cho chua ngọt ngon lắm. Còn đụng nó khế nó chua loét. Ăn thịt nó chứ. Ngon quá. Mắm gừng ăn ngon quá. Ăn tính ra ăn vậy. Trang cái nước nước ăn thịt vịt này vô, xong rồi trang mắm gừng vô ăn ngon lắm các bạn. Nó lạ lạ lắm. Sao ta? Nó ngon hơn là nóng món. Ngon hơn nóng món. Không có tanh. Có gừng đâu. Nó lớn dịch cho nhiều chuyện. Chết luôn. Dịch tưa cái con nào cũng nói chuyện với nhau ta. Để ý coi cái miệng cầm bóng nói chuyện mà không biết nói cái gì á. Ăn vịt cũng vài chuyện thì mẹ nói đúng á, nó nói vậy đó. Còn, cạp á, con nào cũng kê cái mỏ vậy hết á, nói cái gì không biết. Chị Dung ơi, dưới con vịt nó đá lạc ạc tung rồi, dung mắt rồi. Nó bự quá đi. Con vịt đó, bà không đâu có sử dụng. Tội nghiệp nó, bắt gọi cũng lại đó, nó đứng rồi. Nó quen con nào, chuyện đợi là nó quen luôn hay sao á. Nó quen luôn nè. Mẹ dở gạo qua, con thấy ông nó cũng nằm tự đậm tự nó nay luôn, con nghiệp nó thấy ra rồi. Nó không có sử dụng. Bởi nó cũng khô. Vịt xiêm là thương cái nước đó đó. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu bạn thấy thích thì nhớ like và nhấn nút đăng ký để xem những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì cả nhà mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.